Ê thằng kia, mày đi đứng kiểu gì đó hả? Biết tao là ai không? Hả? Sao? Muốn gì? Đủ quá, con quài của anh! Nó dặn đáp bé con quài của anh luôn rồi! Em đứng ngay đi, để em cho nó một bài học. Không có làm được tức tự gì hết. Chuyện gì cũng tới lượt tôi.